Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh Quê Tôi TV. Hôm nay sẽ đưa các bạn nhỏ đi trải nghiệm chợ phiên nhá. Đi trải nghiệm chợ phiên nào. Hôm nay sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm chợ phiên nhá. Vào chợ phiên trải nghiệm. Các bạn đang đi tham quan gian hàng quần áo nha mọi người nha. Đưa các bạn đi tham quan chợ phiên nhá. Và tiếp theo là gian hàng giày dép nhá các bạn nhá. Đây là giày dép nhá. Và còn rất nhiều những gian hàng khác nữa các bạn ạ. Nãy Thảo đã đứng ngoài rồi. Đến chợ phiên thì chúng ta không thể bỏ qua được món chè nhé. Chè chợ phiên ăn ngon quá nữa các bạn ạ. Nay đưa các chợ khách của chúng ta đi thưởng thức món chè chợ phiên nha. Ăn sập chợ phiên luôn. Quán đang làm chè nha.
và đây là chị chủ quán nhá, đang làm món chè cho các khách ta thưởng thức nhá. Này là cho các thượng khách chúng ta đi chơi dạ phiên nhá. Xin xem các thượng khách của chúng ta xem nay là mỗi người là thử trò tài xem là mỗi người ăn được bao nhiêu cốc chè tại chợ phiên nhá. Chợ phiên này. Là người ăn xong cốc chè đầu tiên và tiếp tục cốc hai. Còn bạn Trang hay là bạn Mai, bạn Hoa và bạn Khoa. Vẫn đang thưởng thức hương vị của chợ phiên nhá. Đây là cốc thứ hai của bạn Bin nhá. Các thượng khách của chúng ta là đi chơi chợ phiên nhá, gặp quán chè này. Chè có ngon không? Sao là nay là chợ phiên, nay là xem ai là ăn sập được chợ phiên này nhỉ? Thank you.
Chắc bỏ cuộc à? Nay đi chợ phiên chơi ăn chè chợ phiên này. Món chè này không phải món tủ của bạn Trang nhá. Đây nhá. Bạn Khoa chuẩn bị sang cấp 2 này. Bạn Mai cũng chuẩn bị sang cấp 2 rồi nhá. Bạn Trang là người bỏ cuộc đầu tiên. Đây nha, bạn Mai cấp thứ 2 nha. Đấy, bạn Mai là cấp thứ 2 mọi người này. Bạn Khoa mới hết cốc đầu nha. Này cho các bạn đi chơi chợ phiên xem đọc quán chè, cho các bạn vào ăn chè xem thử thách xem khả năng ăn chè của mỗi bạn xem như thế nào nhá. Hiện tại bây giờ thì cốc thứ 2 Mai cốc thứ 2 này. Đấy, bạn Bo thì chưa hết một cốc nhá. Còn bạn Khoa chuẩn cốc 2 nhá. Còn thử thách ở thứ chưa, chúng ta còn 3 bạn này. Xem là mỗi bạn cố gắng được mấy cốc nào. Pin hết chưa? Pin đã xong 2 cốc nha. Sang cốc thứ 3 nha. Đây còn bạn Mai nè. Mai bạn Khoa nha.
cánh ba nhá. Bạn Hoa đã chịu thua nhá. Bạn Hoa được 2 cốc. Bạn Mai đã chịu thua nhá. Nhá, cuộc chơi của chúng ta là còn mỗi bạn Vin nhá. Bạn Vin là cốc thứ 3 nhá. Đây nhá, bạn Vin là cốc thứ 3 này. Cốc thứ 3 là trong đi chơi trạm viên nhá. Món chè đã cuộc dã ngoại trạm phiên của chúng ta đến đây kết thúc nhá. Xin chào tạm biệt các bạn nhá. Thấy video hay nhớ đăng ký cho mình một like nhá. Xin chào tạm biệt nhá.